Thưa quý vị và các bạn, trong khi đàn bò và gia cầm giảm thì trong 9 tháng đầu năm 2023, chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang lại tăng thêm 3% so với cùng kỳ năm trước, với tổng đàn đến thời điểm này đạt khoảng 293.000 con và dự báo vẫn còn tiếp tục tăng vì bước vào cao điểm chăn nuôi phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao của thị trường mùa Tết 2024. Sau thời gian dài sụt giảm, hiện giá bán heo hơi đã chạm mốc 60.000 đồng một ký, tăng hơn 5.000 đồng một ký so với hồi đầu năm. Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y vẫn đứng ở mức cao, nhưng nhờ người chăn nuôi tích cực áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tốt dịch bệnh nên giảm được chi phí sản xuất, ước lợi nhuận thu được khoảng 30.000 đồng một ký. Để đạt hiệu quả kinh tế cao trong đợt chăn nuôi cao điểm phục vụ thịt heo cho thị trường những tháng cuối năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng con giống chất lượng cao, thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, ứng dụng công nghệ tự động vào các khâu sản xuất để giảm nhân công lao động thủ công, chủ động phòng ngừa các bệnh nguy hiểm thường gặp. Nhất là đến thời điểm này, vẫn chưa có vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi.